Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liệu Võ Văn Thưởng có được ghi danh trong bảng phong thần yếu nhân bị Trung Quốc hạ độc hay không. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đã lên đường sang Trung Quốc dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ 3 được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10. Bản tin cho biết đây là một trong những hoạt động giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên với các hình thức linh hoạt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nội dung bản tin kể trên, giới quan sát nhận xét là hời hợt. Sự kiện này không được phía Việt Nam đánh giá cao. Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tại diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và con đường vào tháng 5 năm 2017. Các hình ảnh và thông tin của truyền thông Trung Quốc về lễ khai mạc diễn đàn Một vành đai, một con đường vào sáng ngày 17 tháng 10 cho thấy Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng được nước chủ nhà Trung Quốc bố trí cho một chỗ đứng không thể nào khiêm tốn hơn. Cụ thể, ông Võ Văn Thưởng được xếp chỗ đứng ở ngoài rìa, chỉ còn cách một người sang bên trái trong bức hình lễ khai mạc. Điều này đã khiến nhiều người thấy ngao ngán, cảm thán cho rằng lãnh đạo Việt Nam tham dự diễn đàn Một vành đai, một con đường với tư cách chầu rìa. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là lý do trước chuyến đi ông Võ Văn Thưởng sang Bắc Kinh lần này, dư luận và mạng xã hội Việt Nam đánh giá chuyến đi chầu Bắc Kinh của Võ Văn Thưởng lần này lành ít dữ nhiều. Và tại sao lại như vậy? Dư luận dấy lên lo ngại rằng Võ Văn Thưởng có mang về nước chỉ lệnh gì của ban lãnh đạo Bắc Kinh và liệu Hà Nội có ngày càng lệ thuộc vào Thiên Triều hơn hay không? Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại rằng liệu Chủ tịch Võ Văn Thưởng có để xảy ra mệnh hệ gì trong chuyến đi Bắc Kinh lần này hay không? Bởi người ta đối chiếu với thông tin từ tạp chí Cộng sản vào ngày 16 tháng 5 năm 2017 khi đó cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường. Theo đó, ngày 15 tháng 5, hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về vành đai và con đường đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Lâu nay, dư luận đã khẳng định chắc chắn rằng cố Chủ tịch Trần Đại Quang đã dính bệnh lạ trong chuyến đi Bắc Kinh tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về vành đai và con đường được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2017. Đây là chuyến đi tương tự Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào lúc này. Bất kể có những ý kiến trước chuyến thăm Chủ tịch Thưởng, có những nhận định cho rằng Võ Văn Thưởng và Bộ Sậu thăm Trung Quốc là tin không tốt cho Vương Đình Huệ hay Phạm Minh Chính. Bởi dấu hiệu này cho thấy Võ Văn Thưởng mới là người kế nhiệm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản khi Nguyễn Phú Trọng rút lui khỏi chính trường. Đại diện các nước tham gia diễn đàn Một vành đai, một con đường đang tiến hành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhưng suy đoán của số đông cho rằng căn cứ vào thái độ và cách đón tiếp của Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Nam Hải với Võ Văn Thưởng sẽ biết kết quả cũng như tương lai về sáng kiến vành đai và con đường, cũng như chủ trương cộng đồng chung vận mệnh, mong Tập Cận Bình bằng mọi cách ép ban lãnh đạo của Hà Nội phải chấp nhận tham gia. Và nếu Võ Văn Thưởng có biểu hiện không tham gia, thì chuẩn bị về lo chuyện hậu sự cũng không phải là quá sớm. Trước đây ít lâu có những thông tin về việc Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ngã bệnh vào cuối tháng 11 năm 2022. Theo đó, trước khi ông Thành ngã bệnh, có hai sự kiện đáng chú ý như sau. Thứ nhất là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 10 năm 2022 để kết thúc sớm so với kế hoạch một ngày. Lý do Bắc Kinh ép Tổng Bí thư Trọng ký biên bản ghi nhớ quy hoạch tuyến đường sắt khổ rộng 1435 Hà Khẩu, Lào Cai, Hải Phòng. Một tuần sau, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sang làm việc tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi trở về, ông Thành đã đột ngột đi Nhật để mà chữa bệnh lạ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo đồn đoán của mạng xã hội Trung Quốc vào thời điểm đó cho rằng ông Lê Văn Thành không chịu ghi nhận chứng thực biên bản ghi nhớ đã ký do ông Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình nên mới xảy ra cơ sự. Xin nhắc lại ý kiến của nhà văn Phạm Viết Đào, cựu trưởng phòng thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, viết trên trang Facebook cá nhân cho biết như sau. Có 5 yếu nhân ở Việt Nam nghi bị Trung Quốc hạ độc. Đó là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh. Cả Nguyễn Bá Thành và Trần Đại Quang đều có những sự khác thường về sức khỏe sau khi đi thăm Trung Quốc trở về. Những điều vừa kể trên có lẽ 5-70 năm sau may ra sự thật mới được minh bạch hóa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin liệu Võ Văn Thưởng có ghi danh trong bảng phong thần yếu nhân bị Trung Quốc hạ độc hay không. Vì sao chuẩn bị nghỉ, Tổng Bí thư Trọng vẫn ôm chặt ghế trưởng tiểu ban nhân sự? Chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về cơ chế, vai trò của Đảng và chính quyền trong mối quan hệ với nhân dân rằng cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ đã gây ra những tranh cãi trong nhiều ngày qua. Dư luận và giới chuyên gia thấy rằng nếu không bởi lý do về sức khỏe tâm thần của ông Tổng Bí thư do căng thẳng trong công việc, thì ít nhất tư duy của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy là rất đáng lo ngại, không bình thường. Dẫu những thông tin rò rỉ khả tín thì Hội nghị Trung ương 8 cho rằng Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này đã phải chịu các áp lực rất lớn từ nhiều phía khác nhau, nên ông Trọng đã phải chấp nhận tuyên bố với Ban chấp hành Trung ương là không tham vọng quyền lực và nói rõ là sẽ rút lui. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã rất nhiều tuổi nhưng vẫn ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3, hoàn toàn sai trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam là chỉ được làm nhiều nhất 2 nhiệm kỳ Tổng Bí thư. Có nghĩa là Tổng Bí thư Trọng đã chấp nhận từ bỏ tham vọng quyền lực với mục tiêu tiếp tục bám lấy chiếc ghế quyền lực hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam ở kỳ đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, người ta thực sự ngạc nhiên khi nhiệm kỳ đại hội 13 mới đi được nửa. Nghĩa là còn tới hơn 2 năm nữa, vậy mà ông Tổng Bí thư Trọng đã rốt ráo khởi động làm quy hoạch nhân sự cho đại hội lần thứ 14. Trong bối cảnh công tác nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ ràng đã khủng hoảng rất trầm trọng. Số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo các cấp lũ lượt vào tù mấy năm qua, lớn cả về số lượng lẫn về quy mô và chức tước. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Phú Trọng chọn lựa là rất có vấn đề trong thời gian vừa qua. Bài viết tấn công Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội nghị Trung ương 8 vừa bước vào thảo luận ngày thứ 3 thì trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã đăng một bài viết với nhan đề lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đây là hiện tượng chưa từng có vì bài viết này không tránh né mà tấn công trực diện Tổng Bí thư. Điều nguy hiểm là bài viết đã trích dẫn phát biểu của các chức sắc trong Hội đồng Lý luận Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp quản lý. Điều đó cho thấy quân của Tổng Bí thư cũng chẳng còn nể trọng ông ta nữa. Tờ trình quy hoạch nhân sự khóa 14 của Bộ Chính trị đã vấp phải phản ứng của một số ủy viên Trung ương Đảng, bởi vì ông Trọng là người đứng đầu Đảng cho rằng không cần thiết phải bầu bổ sung 13 ghế ủy viên Trung ương, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Điều này đã không thỏa mãn được các đại biểu tham dự hội nghị. Tất cả đều nằm chung trong một logic, các đảng viên Trung ương Đảng thừa biết ông Nguyễn Phú Trọng muốn duy trì hiện trạng, không muốn xáo trộn, đồng nghĩa với việc quyền lực sẽ bị phân tán. Đó chính là lý do tại sao tại Hội nghị Trung ương 8, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để mổ xẻ quy hoạch nhân sự cho Đại hội Đảng khóa 14. Nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để bàn về công tác nhân sự. Tuy nhiên, Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vội vã quyết định thành lập 5 tiểu ban phục vụ cho Đại hội 14, bao gồm Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế Xã hội, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Trong đó, Tiểu ban Văn kiện sẽ do Nguyễn Phú Trọng đảm trách. Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương và lên kế hoạch giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 3 vừa qua. Tiểu ban Kinh tế Xã hội do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu ban và Tiểu ban Điều lệ Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chịu trách nhiệm. Cũng xin được nhắc lại, dù sẽ nghỉ khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 13, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không yên tâm về vận mệnh của ông ta trong những ngày cuối đời. Bởi theo luật chung, kiến ăn cá rồi sẽ có lúc tới cá sẽ ăn kiến. Nhất là ông Trọng là một kẻ luôn gây thù chuốc oán, khác xa thông lệ của các kỳ đại hội Đảng Việt Nam từ trước tới nay. Còn 2 năm nữa đại hội 14 mới bắt đầu, song trên thực tế cho thấy cỗ máy tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng đã khởi động và bắt đầu gây cấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao chuẩn bị nghỉ,
Tổng Bí thư Trọng vẫn ôm chặt ghế trưởng tiểu ban nhân sự. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.